Kính chào quý vị khán giả thân thiết trên toàn thế giới đang xem bản tin tối của Hành Trình Tương Lai. Cảm ơn quý vị đã like, share, ủng hộ cho chương trình. Và sau đây sẽ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Người dân được đăng ký xe mới online từ hôm nay. Đề xuất xét tốt nghiệp đặc cách cho thí sinh thi đợt 2. Lập khu cách ly F0 không triệu chứng. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn chỉ thị 16. Hà Nội mỗi một F0 gây ra khoảng 50 ca lây, không còn lây lan nhỏ hẹp. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trang VnExpress đưa tin, từ hôm nay 21 tháng 7, người dân có thể truy cập cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông để hoàn thiện hồ sơ đăng ký, khai báo phương tiện. Tại cổng thông tin, người dân có thể hoàn thiện hồ sơ như đăng ký xe lần đầu, đăng ký sang tên, đăng ký tạm thời đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. Ở đây còn có mục để người dân chủ động khai báo xe bị mất cắp, mất giấy đăng ký xe, mất biển số, mất hồ sơ phương tiện, xe hư hỏng không sử dụng được, xe hết niên hạn sử dụng, xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên, không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây. Thông tin phản hồi sẽ qua thư điện tử và điện thoại. Khi hồ sơ đăng ký hoàn thành, người dân có thể lựa chọn hình thức trực tiếp đến nhận hoặc nhận qua đường bưu điện để nhận đăng ký xe. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh xét đặc cách tốt nghiệp cho hơn 3.200 thí sinh. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể thi đợt 2 vào ngày 6-7 tháng 8. Theo đó, thí sinh thi đợt 2 có thể được xem xét đặc cách theo điều kiện có việc đột xuất đặc biệt. Điều này căn cứ vào quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó quy định một số trường hợp được đặc cách. Cụ thể, một trong những trường hợp có thể đặc cách là thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên nên không thể dự thi. Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho những thí sinh được đặc cách trong đợt 2, các trường đại học được yêu cầu bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các phương thức xét tuyển khác với những em này. Được biết, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có 3.234 thí sinh đăng ký thi đợt 2 trong tổng số hơn 26.000 thí sinh của cả nước. Sáng ngày 21 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản khẩn về việc hướng dẫn phối hợp giữa y tế, địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho F0 trên địa bàn. Trường hợp áp dụng là F0 không có triệu chứng lâm sàng, không bệnh lý nền hoặc có bệnh lý nền nhưng đã được điều trị ổn định, không béo phì. Về thời gian cách ly tập trung, với F0 không có triệu chứng lâm sàng, sẽ cách ly 7 ngày nếu kết quả xét nghiệm vào ngày thứ 7 là âm tính hoặc dương tính với tải lượng virus thấp. Trường hợp dương tính có CT nhỏ hơn 30 sẽ xét nghiệm nhanh kháng nguyên mỗi 2 ngày. Khi kết quả này âm tính sẽ cho phép người bệnh tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Các cơ sở cách ly F0 tập trung nói trên có thể dùng cơ sở hạ tầng có sẵn như ký túc xá trường học, chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, khách sạn, nhà nghỉ, trường học. Quy mô căn cứ theo số F0 được phát hiện và điều kiện mỗi địa phương. Báo Vietnamnet đưa tin, phát biểu tại cuộc họp mới đây về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định dịch đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Có ngày số ca F0 tại thành phố lên đến gần 5.000 ca, nhưng 3 ngày qua số ca F0 đã giảm xuống còn hơn 3.000 ca. Chưa có dấu hiệu khả quan, nhưng trong 10 ngày tới phải siết chặt các biện pháp. Ông Sơn hy vọng, trong từ 7 đến 10 ngày tới, dịch tại thành phố sẽ giảm khi 19 tỉnh thành phía Nam cùng đang áp dụng chỉ thị 16. Thông tin tại cuộc họp cho biết, hiện thành phố đang lấy ý kiến các chuyên gia, bộ ngành có liên quan để chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn chỉ thị 16 mà thành phố đang áp dụng. Đây là biện pháp mà thành phố đề ra nhằm ngăn chặn giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến trưa nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng hơn 39.500 ca nhiễm, 10.553 người đang cách ly tập trung, 37.408 trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú. Ngày 20 tháng 7, thành phố Hà Nội đã có cuộc họp trực tuyến với 30 quận huyện thị xã để siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp. Thành phố Hà Nội cho biết với tình hình dịch bệnh hiện nay, tần suất một ca F0 gây ra khoảng 50 ca lây xuất hiện nhiều, phổ biến, không còn lây lan nhỏ hẹp như trước đây. Do vậy, việc kiểm soát các ca F0 mới với tốc độ nhanh nhất phải được ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đối với chủ cơ sở kinh doanh đã được khuyến cáo chi tiết, nếu không đáp ứng được yêu cầu phòng dịch thì phải dừng và đóng cửa tất cả hoạt động. Bên cạnh đó, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố được yêu cầu rà soát, chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung F1, có thể tiếp nhận ít nhất 1.000 người tại khu vực của mình, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các cửa ngõ thủ đô. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Anh triển khai 2 tàu chiến thường trực ở châu Á. Thái Lan tăng kỷ lục hơn 13.000 ca bệnh.
Khảo sát, 2/3 dân số Ấn Độ có kháng thể viêm phổi Vũ Hán. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo nước này sẽ triển khai vĩnh viễn hai tàu chiến thường trực ở các vùng biển châu Á sau khi tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống đi qua Biển Đông, đến Nhật Bản và dừng lại Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc trên đường đi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết sau khi đến Nhật Bản, nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống sẽ tách ra để thăm các quân cảng của Mỹ và Nhật Bản dọc quần đảo Nhật Bản. Dự kiến tàu sân bay của Anh mang theo các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B sẽ cập cảng Yokosuka, nơi đồn trú của hạm đội Nhật Bản cũng như tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Động thái trên được coi là một phần nỗ lực của Anh nhằm duy trì ổn định ở khu vực. Ngoài ra, Anh cũng sẽ triển khai một đơn vị lính thủy đánh bộ Littoral Response Group tới khu vực. Ngày 21 tháng 7, Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này ghi nhận thêm 13.002 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 11.953 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1.049 ca liên quan tới các ổ dịch ở hệ thống nhà tù. Đây được đánh giá là mức tăng kỷ lục cao chưa từng có kể từ khi Thái Lan bùng dịch vào năm ngoái. Kỷ lục trước đó tại quốc gia Đông Nam Á này là 11.784 ca ghi nhận hôm 19 tháng 7. Ngoài ra, Thái Lan cũng ghi nhận thêm 108 trường hợp không qua khỏi trong 24 giờ qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nước này ghi nhận tổng cộng 439.477 ca bệnh và 3.610 người tử vong. Trong những tuần qua, Thái Lan liên tục trải qua những ngày ghi nhận số ca bệnh cao chưa từng có. Nguyên nhân được cho là sự xuất hiện của biến thể Delta nguy hiểm với khả năng lây nhiễm nhanh. Thái Lan đã mở rộng biện pháp chống dịch với 13 tỉnh, thành phố, bao gồm Bangkok, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này bắt đầu có dấu hiệu quá tải và các quan chức cảnh báo dịch có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Theo hãng tin Reuters, Ấn Độ đã tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh quốc gia lần thứ tư nhằm kiểm tra kháng thể. Cuộc khảo sát thực hiện với 29.000 người trên toàn quốc trong tháng 6 và tháng 7. Cuộc khảo sát cho thấy 67,6% người trưởng thành ở Ấn Độ có kháng thể viêm phổi Vũ Hán, mặc dù hơn 62% chưa được tiêm chủng. Theo kết quả khảo sát, khoảng 400 triệu trong số 1,4 tỷ dân Ấn Độ không có kháng thể. Cuộc khảo sát thực hiện trên 7.252 nhân viên y tế cũng phát hiện 85% có kháng thể. Trong số này, cứ 10 nhân viên y tế có một người chưa tiêm chủng. Các ca nhiễm hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi làn sóng dịch thứ hai làm tê liệt hệ thống y tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính quyền Ấn Độ không nên nhanh chóng mở cửa trở lại các thành phố và bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải tại các địa điểm du lịch khi tình hình dịch bệnh lắng xuống. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tạm biệt nhau, chúng ta hãy cùng suy ngẫm một chút với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé! Thưa quý vị, chúng ta rất nhiều người vẫn nghĩ rằng con người thật lớn lao, vĩ đại, nhưng đứng trước thiên tai, thảm họa, chúng ta mới nhận ra con người thật nhỏ bé. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán xuất hiện và lan ra nhiều nơi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngoài việc đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân và nghe các khuyến cáo từ Bộ Y tế, thì ăn uống nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục, luyện tập khí công hay ngồi thiền, thì mỗi chúng ta đều có một lực đề kháng để phòng chống dịch bệnh. Đó chính là sự chính trực. Vậy sự chính trực là gì? Chính trực có thể được hiểu là đức tính của sự trung thực và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Nói cách khác, nó là sự trung thực gắn liền với đạo đức. Thông thường, nó là một sự lựa chọn của cá nhân để giữ cho người đó luôn bám chắc vào các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức là chân thành, nhẫn nại, thiện lương. Và ngay bây giờ, Ngọc Trang sẽ đọc cho quý vị một bài viết để chúng ta hiểu hơn về điều này quý vị nhé! Thị xã Phương Sơn, huyện Bình Đông, nơi bùng phát đột biến gen virus Delta đầu tiên ở Đài Loan. Đợt bùng phát dịch này khiến người dân hoảng sợ. Trưởng khu quận Phan Mạnh An đã đăng một thông báo trên Facebook vào cuối ngày 27 để kêu gọi cũng như khích lệ tinh thần chống dịch của mọi người. Trước tình hình dịch bệnh, duy trì có giữ một thái độ chính diện, tích cực mới có thể tìm thấy con đường. Trong bài báo, ông Phan Mạnh An đã nói rằng, bất luận trước đó ông đã thực hiện bao nhiêu lần chống dịch, tham gia bao nhiêu khóa huấn luyện cấp tốc, tích lũy rất nhiều vật tư, nhưng tất cả chỉ là giải pháp ứng phó tạm thời. Bởi vì virus biến thể Delta của Ấn Độ là vô hình, ẩn giấu ở một nơi nhân loại không thể nhìn thấy, chúng ta cũng không có cách nào dự đoán được. Ông cho rằng, khi đối mặt với những biến hóa khốc liệt này, các biện pháp phòng chống dịch tăng cường là những bước chuẩn bị cần thiết, có thể xây dựng một khu vực tương đối an toàn, làm chậm sự xâm nhập của virus, tranh thủ nhiều thời gian và không gian, bao gồm cả việc tầm soát toàn diện ở những nơi nguy hiểm cao,
lọc chuỗi truyền nhiễm có thể xảy ra, mở rộng đối tượng cách ly đều là những hành động cần làm. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiêm chủng thực sự là giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn này, như khoác lên mình một bộ quần áo phòng hộ khiến sức lực của virus giảm xuống. Nhưng đó cũng không phải là linh đan hiệu nhiệm để phòng chống dịch bệnh, không thể bảo đảm được rằng virus sẽ không thể xâm nhập. Ông cũng nói rằng trước khi dịch bệnh xảy ra, cuộc sống của mọi người là bình đẳng, tương đương nhau, bản tính của con người là lương thiện, hơn nữa là vũ khí lợi hại nhất để chống lại dịch bệnh. Ông nhấn mạnh rằng trong cơ thể của mỗi người chúng ta đều có một lực đề kháng, đó chính là sự chính trực. Lực đề kháng này không giống như tiêm vaccine, bạn không cần xếp hàng, không cần đăng ký, không cần phải mua, tự thân mỗi người đều có. Chỉ cần mỗi chúng ta có thể đánh thức sự chính trực sâu bên trong nội tâm, vậy là được rồi. Phan Mạnh An cũng bày tỏ thêm, thời kỳ giao tranh, đoàn thể chính quyền tận dụng hết tri thức, kinh nghiệm, sức mạnh, sự chuẩn bị và tất cả mọi thứ để cùng nhau đối mặt, chiến đấu. Ông nói thêm, các chiến sĩ chăm chỉ ở nơi tiền tuyến, một khắc cũng không dừng. Truyền thông tin dịch bệnh luôn luôn đồng bộ và xuyên suốt. Tôi và bạn đều là đồng thể trên chiến trường này. Nếu không đoàn kết nhất tâm, làm sao có thể đánh thắng trận này? Mạnh An cuối cùng nói thêm, sự hỗ trợ của các bên dù là phối hợp ở hình thức khác nhau, nhưng cũng đều đang góp phần tạo nên sức mạnh chống lại dịch bệnh. Virus vô tình, đêm còn dài, chúng ta hãy tiếp tục tiến lên, hãy hướng về phía mặt trời, ánh sáng đang ở trước mắt chúng ta. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ có ích cho tất cả chúng ta, có thêm nghị lực và niềm tin vượt qua được đại dịch lần này một cách bình an. Vậy ngoài sự chính trực, thiện lương chân thành ra, còn có phương pháp nào giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe bản thân mình? Ngọc Trang đã trải nghiệm môn tu luyện khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và đã có nguồn năng lượng tốt cho công việc và cuộc sống của mình. Qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến về sức khỏe, tâm tính cũng thay đổi, chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn trong mọi việc. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn chúng tôi có gắn trên màn hình, nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Quý vị yêu mến Hành Trình Tương Lai đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ kênh của chúng tôi. Hơn nữa quý vị cũng có thể tham gia group và fanpage của Hành Trình Tương Lai trên Facebook để theo dõi những phần nhân sinh khác. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả ngay bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai tin tức cũng như những nội dung hấp dẫn trên kênh Hành Trình Tương Lai nguồn cội.